Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy Trang tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh, trời ít mây, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, với nền nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Riêng phía bắc của tỉnh có nơi trên 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, gió nhẹ sau đây là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. thưa quý vị tại trạm cầu nổi trên sông Dàm Cỏ độ mặn đo được là 14,1 gam trên lít. trên sông Dàm Cỏ Đông độ mặn đo được tại trạm bến lức là 2,7 gam trên lít và trạm Xuân Khánh là 0,7 gam trên lít. trên sông Dàm Cỏ Tây độ mặn tại trạm Tân An là 2,1 gam trên lít và 0,2 gam trên lít là độ mặn ghi nhận tại trạm Tuyên Nhân. Theo dự báo trên, thì giới độ mặn 4 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 60 km ở sông Giàm Cỏ Tây thuộc địa bàn xã Phước Tân Hưng của huyện Châu Thành và xã Đức Tân của huyện Tân Trụ. Ngoài ra, trên giới độ mặn 4 gam trên lít cũng xâm nhập hơn 62 km ở sông Giàm Cỏ Đông thuộc khu vực xã Long Càng, huyện Cần Đước và xã An Nhật Tân của huyện Tân Trụ. Còn độ mặn 1 gam trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 89 km ở sông Giàm Cỏ Đông trên địa bàn xã Thạnh Lợi và xã Lương Bình của huyện Bình Lức. Ngoài ra, ranh giới độ mặn 1 gram trên lít cũng xâm nhập hơn 86 km ở sông Dàm Cỏ Tây, thuộc khu vực phường 5, phường 6, thành phố Tân An. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đại khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo ở lân cận khu vực cầu nổi trên sông Dàm Cỏ sẽ không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc triều thấp. Còn trên sông Giàm Cỏ Tây, từ xã Mỹ An, Mỹ Thành của huyện Thủ Thừa và xã Tân Đông, huyện Thạnh Quá trở lên, có khả năng lấy nước vào lúc triều thấp. Trên sông Dàm Cỏ Đông, khu vực xã Hữu Thành, xã Quà Khánh Nam, huyện Đức Hòa trở lên, có thể lấy nước vào lúc triều thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại, nén rảnh áp thấp về phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ hoạt động ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ, thưa quý vị, khu vực này trời ít mây đêm nay không mưa, ngày mai nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực này với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ và thấp nhất từ 22 đến 24 độ, có nơi dưới 22 độ gió nhẹ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng không mưa, ngày mai trời tiếp tục nắng có nơi nắng nóng, với nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, gió đông bắc đến đông nam cấp 2 cấp 3. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.